Yo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái linkage. Vì lâu rồi mình cũng chưa hướng dẫn linkage. Cái linkage hôm nay nó sẽ hơi khó một chút đối với những anh em nào mới chơi. Còn đối với những anh em chơi tầm 1 đến 2 năm thì cái linkage này mình thấy nó cũng tương đối là đơn giản. Nhưng nếu những bạn mới chơi chưa lâu mà muốn tập thì cũng rất là tốt thôi. Vì anh em có thể thử sức, và nếu mà tập được thì có thể nâng cao được cái trình độ hiện tại của mình lên. Ok, và cái linkage hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Để làm được cái linkage này thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái trick, đó là rail reverse. Nhưng lần này chúng ta sẽ làm ở ngón út và áp út. Đây là hai ngón khá yếu cho nên là việc thực hiện nó cũng sẽ tương đối hơi khó. Sau khi đã thuần thục được rail reverse rồi, chúng ta sẽ nâng cấp nó lên bằng cách là rail thẳng lên trên ngón trỏ và ngón giữa luôn. Đó. Sau khi đẩy bút lên vào vị trí ngón trỏ và ngón giữa thì các bạn sẽ không bắt bút bằng hai ngón này, mà các bạn sẽ nhanh chóng rút ngón giữa ra ngoài và đưa cái ngón áp bút vào, kẹp bút lại bằng ngón trỏ và ngón áp út. Cú lừa này hơi cay với ngón giữa nhưng để lên trình thì các bạn bắt buộc phải chấp nhận. Sau đó các bạn sẽ nhanh chóng úp bàn tay xuống và đưa bút qua ngón trỏ và ngón cái, sau đó kẹp lại như này. Khi bút đã đến đây rồi thì các bạn sẽ hơi tung nhẹ lên, sau đó đưa nó xuống vị trí ngón út. Mình sẽ làm chậm cái đoạn này cho các bạn xem vì nó hơi khó diễn tả một tí. Nó sẽ trông như này. Sau khi đã đưa được bút xuống út thì các bạn sẽ nhanh chóng giật tay để làm pinky back. Một số lưu ý khi thực hiện pinky back đó là cái bút nó phải nằm ở trên cái bề mặt của ngón áp út và cái phần bên dưới nó phải dài ra như này. Nếu các bạn làm cho nó lọt hẳn vào bên trong ngón áp út thì nó sẽ bị kẹt lại. Vì vậy khi đến bước này, nếu mà các bạn thấy cái phần bên dưới nó ngắn hơn cái phần bên trên, tức là các bạn đã làm sai. Làm lại toàn bộ cái linkage nó sẽ trông như này. Ok, và đó là cái linkage của ngày hôm nay. Và nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.